đây là nhà thuốc Pharma City, nằm ngay góc ngã tư Lý Thái Tổ và Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, thì đã bị phong tỏa vào lúc 19 giờ tối ngày hôm qua, tức là ngày 12 tháng 8 năm 2021. Lý do làm sao bị phong tỏa thì mình không biết. Ai biết thì hãy comment ở dưới cho mọi người cùng biết nhé. Thank you. Dựng hộ quay phía bên phường Mỹ Bình lúc 7 giờ 30 phút sáng. Chốt kiểm dịch bên hông nhà thờ đối diện có mát lúc 7 giờ 35 phút sáng. Quan trọng nhất là cái chốt mà ngã tư Trần Hưng Đạo với Lý Thái Tổ thì camera hành trình nó lại rớt xuống. Báo hại bây giờ là chắc là chỉ nhìn thấy chân của mấy anh thôi. Đúng rồi, nhìn thấy chân của mấy anh thôi. Xin chào tất cả mọi người. Thì tối hôm qua vào lúc khoảng 17 giờ tối thì đã râm ran ở trên mạng xã hội có cái tin đồn là nhà thuốc Pharma City đấy bị phong tỏa. Thì hôm nay trên đường đi công việc mình đi ngang thì coi thực tế nó sẽ như thế nào để review lại cho mọi người coi. Bây giờ thì mình đã tới rồi. Thì khi mà trước khi tới thì mình đã thấy hai cái sợi dây an ninh được chằng ở dưới. Đây. Đây là nhà thuốc Pharma City. Thì nằm ngay chỗ góc ngã tư Lý Thái Tổ và Hùng Vương. Pharma City thì có thể là một cái doanh nghiệp có một cái chuỗi các cái shop, các cái cửa hàng bán thuốc, là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đây. Pharma City, thuốc cho công dân thành phố. Đợt dịch cao điểm này thì mọi người đi qua cái cung đường Lý Thái Tổ, nếu như mà phải có việc cần thiết phải đi qua đây thì hết sức cẩn thận và cảnh giác, bởi vì cái đoạn đường này là một đoạn đường ngắn ngắm thôi, nhưng mà nó có rất nhiều những cái doanh nghiệp vận tải hành khách thì bây giờ thì cấm hoạt động rồi, nhưng mà hàng hóa ở đây thì có rất là nhiều cái doanh nghiệp mà vận tải trung chuyển hàng hóa, thì từ đó các cái tài xế ở các cái lưu thông ở các địa phương khác về thì nó có nguy cơ rất cao về có cái mầm bệnh, và đặc biệt thì nó lại là cái nối liền với cái bến phà Bắc An Hòa, tức là cái cửa ngõ phía đông bắc của thành phố, vì vậy cho nên là cái gần như là đây là một cái cửa khẩu, cho nên là cái nguy cơ mà lây lan dịch bệnh ở cái cung đường này cũng phải nói là cũng rất là cao. Cho nên mọi người lưu ý là có việc cần thiết đi qua cái cung đường này thì phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là phải đeo khẩu trang và phải giữ khoảng cách. Tới đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và những cái động thái thật là tích cực để bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như là những cái người thân trong cái mùa dịch này. Thank you. Bye bye.